Thưa quý vị, từ tháng 12 năm 2021, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã phát động mô hình Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân. Theo đó, ngoài giờ hành chính, giờ trực ban trực chiến, các cán bộ chiến sĩ còn phải tăng ca làm ngoài giờ từ 18 giờ đến 20 giờ vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Và qua hơn 4 tháng triển khai mô hình này, nhiều xã phường đã chuyển biến tích cực, tạo sự đồng thuận ủng hộ của người dân. Căn phòng nhỏ đặt ngay dưới tiền sảnh chung cư này là nơi tiếp công dân mỗi đêm của một tổ công tác tăng ca ở Công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Tại đây, mọi thủ tục liên quan tới hành chính hay đề xuất kiến nghị, thậm chí là tố giác tội phạm từ người dân đều được tiếp nhận, giải quyết. Sự tiện lợi khi bước ra khỏi nhà là đã có thể gặp được công an, khiến cư dân chung cư này rất hài lòng và vui vẻ đón nhận. Cả ngày cũng lẫn đêm là cái tổ của tăng cường của công an á, là tới trực chốt ở đây, là bà con á, ngồi có việc á, mà bà con tới hỏi là các đồng chí á, là dặn rất là kỹ càng, là nói chung á, là về hộ khẩu hay là về thường trú thì rất là giải thích. Rồi đúng như là mà căn cứ công dân chậm trễ thì các đồng chí cũng giải thích cho bà con biết. Không chỉ trực sẵn ở nơi điểm chốt, Thượng úy Ngô Công Đồng, cảnh sát khu vực của chung cư còn gõ cửa từng nhà, trả kết quả giấy tờ, cùng với đó anh giải đáp thắc mắc của từng hộ dân. Nhờ những lần gặp gỡ nên cảnh sát khu vực nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, thậm chí hiểu được gia cảnh của từng hộ dân, từ đó kịp thời có sự giúp đỡ, hỗ trợ. Theo mô hình tăng ca, không chỉ có cán bộ chiến sĩ xuống nhà dân làm nhiệm vụ, mà ngay cả chỉ huy công an phường cũng phải trực tiếp đến gặp gỡ, trao đổi với người dân. Rất nhiều trường hợp là bà con nhân dân là không thể đến giải quyết cái thủ tục giờ hành chính được, tại vì đa phần là làm công nhân tại các khu công nghiệp. Thì nắm bắt được cái tình hình đó thì các bọn em là thực hiện cái kế hoạch tăng ca. Người dân tại địa bàn khu chung cư Hội Nam thì rất là vui. Bản thân em thì cũng sắp xếp bố trí thuận lợi cái việc gia đình mà cũng đảm bảo những cái nhiệm vụ. Thay vì tổ chức những buổi hội họp cứng nhắc, Công an phường Hòa Hiệp Nam thay đổi hình thức thể hiện bằng hình thức giao lưu, trao đổi thông tin, phòng chống tội phạm qua các buổi phát động phong trào thú vị như thế này. Ban chỉ huy công an phường cùng xuống sinh hoạt thì ít nhất một tháng một lần. Thì cái này nó cũng nhằm giúp cho ban chỉ huy công an phường nắm bắt kịp thời những cái tâm tư nguyện vọng, những cái phản ánh, những cái thông tin mà của người dân. Hơn 20 giờ đêm, dù đã hết giờ tăng ca nhưng trước nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính lớn, tổ công tác một cửa tại trụ sở công an phường vẫn nán lại làm nhiệm vụ. Mệt và vất vả khi cả một ngày dài làm việc từ sáng cho tới tối. Thế nhưng sự hăng hái, nhiệt huyết lúc nào cũng rạng rỡ trên gương mặt mỗi cán bộ chiến sĩ. Đổi lại cho những gian nan ấy là sự đồng thuận yêu thương của người dân, góp phần không nhỏ cùng với lực lượng công an cơ sở trong công cuộc đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn tại địa phương.